Rồi bạn HV đấy, bạn gì mới lên ba lớp đấy, bạn lên đây đi đi em ơi, lên đi đi. Được. Lên đi 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 em ơi, nhanh đi đẹp đi. Thôi cho ba anh em chơi livestream cho vô. Vô đây. Dễ ồ, nó 4018350. Vô đi em ơi. Hôm qua em donate 300k bác ơi, 1.211.875.987. Ok anh nhớ rồi, tôi bơi mình. Gấu chim ơi, em chơi rồi, em chơi đi ra đi em ơi. Em nghe nói gấu là hết người bắn hay. Bắn hay là anh cho chiêu hoài mà anh xấu. Em có bằng chứng em bắn hay quá anh gấu, em gặp em không? Bằng chứng là bằng chứng gì? Dạ em cân hai cặp đôi bắn hay nhất Việt Nam là Saiget với Alan. Nani? Mày xạo đúng không? Em có video bác xem không? Em đăng trên TikTok á. Cơ gì? Dạ em ghi nè. Thôi mày đọc luôn đi. Được coi coi. Dạ anh gấu. Anh gấu hay trên gấu. Cơ đọc đọc đi. Đọc đi. Tôi là hiếu nhân. Tôi là siêu nhân hả? Hiếu nhân, hiếu ơi, hiếu nhân. Hiếu nhân hả? Dạ, tôi là hiếu nhân, em ghi á. Tôi là hiếu nhân 6.000 follow đúng không? Dạ. Cái đoạn video nào? Anh cho anh em xem, trên live xem cho ông mở con mắt nhìn em bắt. Á đồ. Từ từ. Cái đoạn video nào? Dạ cái đoạn anh cái đoạn mà video chữ chữ bảy bại anh giống. Nhưng mà cái này là bắn lúc nào? Ở cái thằng gấu chim. Dạ. Là khi này cái này là em bắn lúc nào? Dạ em bắn kết lúc tầm 2 ngày trước anh gấu. Em cân 2 đứa POG hoài à. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 13. What? Em ước vô đứt tiêu IG đấm hoài mà chưa được cơ hội. Em đang chửi anh gấu. Em nói một tên này anh gấu bất ngờ luôn. Anh gấu muốn nghe không? Nói đi. Em là đại C4 á. Ủa trời ơi. Nói thiệt luôn á. Giờ anh gọi C4. Anh nói Goku là đại đồ đệ của em đúng không? Là cô Tứ nói cho anh nghe. Em nói thiệt luôn. Xạo lắm chó. Được. Tao thích nhất người vẫn hay. Được. Bây giờ em vào đoàn WG rồi. Bác gấu đẹp trai có thể chào tất cả IS. Rồi ok, cho này một slot chương trình đã là chị Vũ. Thằng it's easy we có biết không? Bạn lên với lên nào. Có bác ơi. Tên gì nhà đâu? Dạ em tên Tùng Lê. Có trình không? Dạ có. Trình của ai? Dạ trình hơn bác gấu là được. Hôn mấy gấu là phải cho hôn mấy gấu nha con. Sao mẹ? Được. Sao mày mặc cái đầu gấu mày? Hãy ngầu bác. Cái đầu này là mấy thằng bẹt nhiều lắm rồi đấy. Anh có, em là sói ca mà. Binh có người yêu, tên gì nhà đâu? Dạ em tên Đức, nhà Bình Dương. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 11 tuổi bác, anh đu. 11 tuổi thì làm sao mày đá chim qua 16.000 người mà mày vào chơi trên đây là chưa muốn được. 154.343.310. Em lấy hai số đầu với hai số cuối đó bác. Em học thi trên mạng à? Dạ đúng rồi. Thông minh. Được. Tao thích những con người thông minh. Mới 11 tuổi mà vượt qua 16.000 thằng to đầu trên live chim. Được, thầy thông minh. Rồi, biết luật chơi trên đây là chưa muốn rồi đúng không? Bé lục lại cho em ơi. Ôi là trời. Thiệt cái chứ. Anh gấu ơi, anh gấu. Anh nghe nè. Em thấy có trẻ 11 tuổi á thì anh gấu cho cứu hai lần đi anh gấu. Khôn thiệt quê mình đây. Anh gấu nhả em cho em nhảy ra chỗ khác cho anh gấu được. Húp bội bác ơi. Ơi. Được rồi. Bây giờ thì cho riêng cứu cái thằng 11 tuổi đó là hai lần được chưa, còn luật dạ. Chơi thì không phá được rồi, buộc phải nhắn con trời. Dạ rồi, giải thưởng như cậu buộc phải nhắn con trời, mỗi người được quyền hồi sinh một lần, nhưng mà riêng thằng Bình có người yêu đó là được quyền hồi sinh nó hai lần. Dạ. Nhưng mà nó chỉ được hồi sinh một lần thôi. Vô luôn, 1 2 3. Được đủ, thằng này 13 tuổi mà nói với nó cân được thằng Cyrus với thằng Alan cũng gớm hết trơn. Em biết anh là ai không? Mày gớm chứ bộ.
tụi mày nói nhỏ coi chừng cái mỏ nó báo không á. À, tao đang nghe đó nha, chứ biết anh là ai không Goku. Chỗ 2, 3, nghe con thì còn cấp 1, còn trả lời anh á. Mà nghĩ 1,405,717,464 sờ quát. Qua sờ hì, được nha em nha, được. Cứ lên solo xuống anh. Đồ cái thằng 13 tuổi, cái thằng 11 tuổi mà làm sao mà nó đá chim qua cả gần 20.000 người thế này mà nó vô. Đừng phòng live stream để nó chơi chương trình này là gì muốn trời. Chế độ sinh tồn. Trời ơi, vậy mà mấy thằng xin live stream mấy lúc này bảo đi tội yếu tôi mạnh đồ. Địa điểm đã đánh dấu. Tới chỗ máy bán hàng, chỗ máy bán hàng tự động đi. Địa điểm đã đánh dấu. Đồ thằng này con cả 2WT cũng hiền ghê gớm ở nhà trong mày đùa đâu. Không quá, không lại. Để tụi chị đã gửi một hộp giấy cho Mr. Quẹo Kim. Cảm ơn chúng ba nha. Cảm ơn chúng ta nha. Tập chúng coi nè. Tập này chúng coi nè. Coi cái thằng 11 tuổi nó làm được cái trò đóng gì. Mà cái thằng kia góp được anh em ơi. Cái thằng 13 tuổi góp gì. Hai em mà bắn được. Đồng đây, cẩn thận. Đồng này chắc mình giúp nó luôn rồi anh em ơi. Mình giúp nó dọn cổng trời luôn các bạn. Thằng này chắc mình, thằng này chắc mình giúp nó dọn cổng trời được. Chắc bây giờ lúc nó nhỏ quá nó cần không được. Rồi xong luôn rồi, xong rồi. Những cái màu này là thấy ok rồi. Tao sụp quân nữa chứ. Hát bờ tơ. Ôi đừng nói chim nó mày, tội nó mày hát bờ tơ. Đồ. Đồ có tội nó ta chứ mày. Đồ có thằng hát bờ tơ tụi người ta mày. Mày đá chim mày. Thằng hát bờ tơ. Riêng trận này mày tấp 1. Riêng trận này mày tấp 1. Cho anh 15 kill tặng này 1 triệu. Nhưng mà không được hồi sinh nha. Riêng một mình mày thôi. Không được đi chung. Đá chim hả? Mày thích đá chim đúng không? Mày thích đá chim đúng không? Đá chim hả mày? Đá chim hả mày? Hả? Đá chim hả? Đá chim hả? Má, mày cái thằng boss. Đá chim. Nãy giờ thằng kia gáy làm tôi rung cả nước đáy, tí đá luôn. Rồi, nói lại cái này nha. Cái gì nữa em? Bây giờ em hát một bài cho anh nghe, rồi anh cho em một cơ hội cuối. Giờ trời em gáp. ZK đã gửi một game controller cho trời Mr. Trời ơi, em ơi là em bắn không có nổi đâu em mà chương trình ai là chị Phú làm sao bắn nổi. Em nói anh Gấu mà tại hồi nãy em cầm cây súng á mà em bấm hột nút bắn, tại hồi nãy em chỉnh setting bắn tỉa giờ em mới nhớ là em quên chỉnh. Giờ em chỉnh lại bắn xanh hả ông nguyên cả map ha, chí em hả, em sửa hết thôi. Bây giờ anh nói với em nè, go em tên gì? Dạ em tên Nghĩa. Rồi Nghĩa ơi, anh nói với em nè, bây giờ tao cho mày một cơ hội cuối cùng luôn. Thấy dạ. Mày 13 tuổi mà có ước mơ cầu tiến bắn được. Anh cho mày đi solo squad, muốn nhảy đâu thì nhảy, được chưa? Một cơ hội cuối cùng. Top 1 trên 10 kill tặng cho mày 5 xị. Trên 16 kill tặng cho 1 triệu. Ok chưa? Ok anh đó. Rồi. Kệ anh em à, tội. Riêng mày top 1 cho thẳng vào cũng đoàn WG luôn nha. Ờ Nghĩa ơi, riêng mày top 1 tao cho thẳng vào quân đoàn WG rồi, để ở chung quân đoàn với sư phụ mày luôn. Sao anh Gốc? Riêng em top 1 đấy, mà trên 10 kill anh cho thẳng vào quân đoàn WG ở chung với sư phụ mày luôn. Tao nói được là làm được, tao đố thằng này dám kích mày ra luôn. Đời anh Gấu là thích những người bắn hay, tài năng. Chế độ sinh tồn. Để coi thử. Nó có ước mơ vào WG mà. Cho nó ước mơ chứ cái gì đâu. Trời dễ. Cho nước mơ. Muốn nhảy đâu thì nhảy, muốn nhảy đâu thì nhảy. Đấy. Muốn nhảy đâu cũng được. Tùy. Nhảy đi. Đời anh Gấu rồi, thích những người có kỹ năng mà. Bán hàng tự động đi. Coi thử coi, thằng 13 tuổi nó làm được cái trò giống gì. Đây nè, học hỏi nha. Anh em cho livestream học hỏi nha. Một lần duy nhất cho anh em coi học hỏi nha anh em nha. Cầm hết cổng trời nè. Một lần duy nhất thôi nha, coi học hỏi. Mấy thằng em nghiêm túc ra, học hỏi cho mấy thằng em. Có súng rồi. Học
mỏi đây mấy thằng em. Học hỏi đi mấy thằng em. Cái độ phỏng bắn hai viên còn chết nở. Ôi trời. Má ảo thiệt. Lỗi đam, game nó bị lỗi đam. Lỗi đam chứ thiếu mà đó. Lỗi đam. Lỗi đam mà anh em. Ôi coi nó nào. Riêng trận này nếu mà nó top 1 trên 10 kill cho thẳng vào đồ WC luôn. Ơi, nhanh. Em có thằng bạn tên khiêm thích con nhỏ trong nhóm chơi chung mà nó có mở lòng với con nhỏ kia rồi mà con nhỏ kia im lặng thì phải làm sao bác? Đủ giờ này cơ, giờ này em đừng hỏi mấy câu hỏi tình cảm thôi. Giờ này là giờ kỹ năng anh dùng kiếm kỹ năng mà. Đủ thằng bắn ghê ta. Ra đạn là vào đầu, ra đạn là vào đầu. Gốm cho bộ. Hứa anh dự anh em chơi livestream luôn. Thằng này top 1 trên 10 kill solo squad trong đánh tôi đây. Cho nó vào đầu WG luôn. Thượng đóng luôn. Còn mà nó không làm được đấy thì một tháng sau quay trở lại, không cho nó chơi nữa. Cuộc đời ai cũng có ước mơ, mấy cấu thích nhất là những người bắn hay mà có ước mơ nha. Nó thẳng vậy đó. Giờ này lúc đúng nó đang sợ anh em. Tâm lý của một thằng 13 tuổi nhiều lúc đang sợ đấy. Mình hỏi nữa con Nghĩa ơi, em có đang rung không em? Dạ. Em có đang rung không? Em bắn chung kết còn không rung mà anh ơi. Chung kết gì? Em bắn chung kết gì? Chung kết tại to buổi tối vô. Một trận đấu ranh của anh nó còn hơn trận chung kết thế giới đấy. Chứ đừng nói. Đù, thằng này bắn chung kết. Gớm không anh em? Gớm chưa? Chứ em cố gắng giấu rồi. Nếu mà thằng này em top 1 và trên 10 kill đấy, anh cho em vào quân đội WG ở chung với C4 luôn nha. Dạ anh gặp. Chơi ngọt như thế anh em à. Anh gấu mày. Cho nó vào bốc trách tổng của WG luôn. Bốc trách tổng của WG chỉ có 12 người thôi. 6 thằng game thủ chuyên nghiệp với những cán bộ cấp cao của WG. Tôi cần xuống. Chơi ngọt gì đấy. Anh gấu chơi là phải ngọt. Những thằng vào WG chưa chắc thì nó vào được bốc tổng của mấy gấu, chỗ cho vào luôn, muốn nói chuyện với gấu số 4 lúc nào cũng được luôn. Đấy, ê cho nó màu, biết hết bí mật của đội WG luôn. Nhưng mà tôi không tin rằng một cái thằng 13 tuổi mà có thể làm được cái trò đóng gì trong tranh tôi á. Thôi tắt cam thắp nhang cái đó không được. Nói được là làm được anh em mà. Còn thằng nào ở Việt Nam cảm thấy có trình, cảm thấy có kỹ năng thì cứ lên đây, đá tem cốt vào, nói thẳng một câu là em thích đi solo squad. Để vào WG cứ lên đây anh gấu chiều hết, cứ đá đem cốt vào, mọi người đều bình đẳng. Còn có lúa thì bơm hai xị vào nha. Sừng trâu quần áo tinh khôi, đi ra nghỉ địa mà lối xếp về. Thúng lỗn là chốn hẹn thề, khi nào dọn hết thì mình về làng thông. Mày đỡ ô C4 mà sao mày cứ vòng vòng nghi địa hoài vậy mày? Có đủ rồi, giấu là chiếu chú này ăn giọt ra, ăn ra đúng đâu. Không được, có đầu óc. Rồi, có người luôn, có người luôn rồi. Bây giờ là lúc thi trình này. Anh nghèo lòng nhớ em không? Sao anh phải nhớ em? À. Tôi cần trang bị. Bây giờ lúc thiền anh em ơi. Hay. Hay. Rất bình tĩnh. Dù đối thủ nó hơi bót tí. Rất bình tĩnh. Hay. Rất bình tĩnh. Không nói nữa để cho nó tập trung coi. Tí có xem phim có, không? Có chứ sao không. 6 ngày đó, ngày 9 đây là tôi đi Sài Gòn à, ngày 12 là tôi đi Singapore. Nghỉ, chuẩn bị nghỉ vài ngày nữa rồi. Công việc nhiều cho nên ngày nào cũng like, ngày nào cũng xem phim với anh em cho tới buổi sáng. Thương anh em cỡ đó mà anh em.
già rồi, lái chim đâu có tiền bạc gì đâu, mà anh em xem chim mà không tặng hoa đồ, không lên cá voi, không lên sư tử đồ. Cuộc đời tôi ước gì một ngày nào đó có một người nào đó lên con cá voi thôi. Đánh dấu. Không biết lên được đó. Chắc không có ai lên rồi, nói gì thôi chứ có ai đâu mà lên lên ho đồ cũng được. Nói gì thôi chứ có ai lên đâu. Nguyên trong Linh đi. Đã gửi một trái tim đó, trong thấy bàn không? Tay cho thấy không? Cảm ơn đồng chí Nguyên Linh nha, cảm ơn đồng chí nhiều. Cảm ơn đồng chí. Đông hơi rén các bạn, đông hơi rén. Đồng Nguyễn đã gửi một mũ lưỡi chai. Cảm ơn Đồng Nguyễn nhiều, đấy, cảm ơn Đồng Nguyễn nhiều. Đồng Nguyễn là quá đẹp trai luôn, đấy, lúc nào donate cũng khen đẹp trai hết. Gì nữa, Z đã gửi một hạt giấy cảm cho Mr. Cảm ơn gì Mr. nữa Vẹo nhiều. Yêu. Mà các bác, ủa, cảm ơn gì nữa, ủa, cảm ơn bạn nhiều. Ủa anh em nói thật là sao? Riêng thằng này cấp 1 mà trên 10 kêu á nha, 13 tuổi thôi. Tôi cho thẳng vào quân đoàn WZ nha, tôi cho thẳng vào bóng chát của WZ luôn. Tôi nói thiệt là, tôi giỡn đâu mà anh em hỏi. Tí xem phim bán đảo đi a gấu. Ok, tôi tính. Thật luôn nha. Đời tao thích nhất là những người có kỹ năng. Còn nó thích nữa, tao cho nó đi qua bên Brazil luôn á. Đồng Nguyễn đã mà chưa biết đẳng cấp nó có hay không. Từ lúc mà qua Brazil thì sợ bắt bo đồ giấy tờ thì nó hơi căng. Okay. Cho nó bắn giải đại chiến quân đoàn luôn. Thiệt mà anh em. Tài trợ với máy bay nó đi luôn. Mẹ nó không cho đi á, qua xin mẹ nó cho nó đi luôn. Chơi thế mà đẳng cấp, đời anh gấu không thiếu tiền, chỉ thiếu những người có kỹ năng thôi. WZ không phải là nơi đào tạo những người có kỹ năng hàng đầu. Bác công nhận tầm tuổi này vẫn phong độ, đẹp trai, bắn hay, hát hay, mãi yêu bác đồng. Hát MT này cũng được, cũng là một nhân tài đấy. Mày cũng là một nhân tài đấy nhưng mà chưa được. Đồng Nguyễn đã gửi một mũ lưỡi chai cố gắng em. Hát MT. Hãy học hỏi những bạn TikToker mà tấu hài nhiều vào. Xin nha. Được chơi với anh gấu một trận, em trai Funky. Thôi, Funky thì được, cho em trai Funky thì đá đem cốt vào đi em. Cứ đá đem cốt vào nha. Funky thì nó muốn chơi lúc nào cũng được. Nhưng mà còn em trai Funky thì chắc phải đá đem cốt vào nha mọi người. Nãy giờ lâm đồ không ạ? Em muốn vào đúng LG mà nãy giờ anh thấy em bị nhặt đồ không em à? Em thử em làm một phút hơi hòn được, tắt cho anh coi coi. Dạ bạn đâu chứ nãy giờ em muốn rồi tùy em thôi, anh nói là nói như vậy thôi, tùy em thôi, em bắn làm sao mà để người ta nhìn nhận. Dạ dạ. Đôi mắt tử thần à, sụt đôi mắt tử thần à. Khẩu này tăng hai tốc độ bắn, giảm một bắn đạn. Ê thằng gấu xà lưu lưu. Gì vậy? Rồi vô đá chim qua rồi đấy. Đang chờ đám vô đây, vô đây. A 124 đúng rồi. Hay. 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 Xuân Giang đã gửi một trái tim trong bàn tay cho Mr. Cảm ơn Xuân Giang nha. Cảm ơn Xuân Giang nhiều nha. Hay. Minh Quân đã gửi một bó hoa cho Mr. Cảm ơn Minh Quân nha. Cảm ơn Quân, cảm ơn đồng chí nhiều. Xuân Giang đã gửi một trái tim trong bàn tay cho Mr. Cảm ơn bà vợ Xuân Giang nhiều nha. Con người sẽ quên luôn nè. Hay. Hay. Anh gấu đẹp trai ơi, em ngứa chim quá gãy dùm em với. Thằng Huy này chơi nó 92 mà thấu nhỉ. Nói bậy bạ mày là chim anh sao mày? Oh.
12 người thôi. Còn 12 người thôi. Còn 12 người thôi. Quá đã. Minh Quân đã gửi một bó. Cảm ơn đồng chí Minh Quân nhiều. Cảm ơn đồng chí. Quá kẹt. 10 người thôi. Còn 9 người thôi. Top 1 trên 10 kill là lụm. Có người ở nhà luôn. Hay. Hay. Có người vào luôn. 4 người luôn. Bình tĩnh. Kêu. Hay. Killing spree. Quá kêu. Killing spree. Hay. Quay. Là sẽ được vào đối lưu gì? Sẽ được ở trong quân đoàn của sư phụ của mày là sư 4. 11 kill rồi. Cơ hội một người chỉ đến một lần nha em nha. Ráng cố gắng lên. Khoảng cách đó đang gần lắm rồi đấy. Bác ơi, em người yêu SMT mỗi lần sang nhà em xem SMT. Đừng có nói bậy bạ em ơi, đừng nói bậy bạ em ơi. Đừng nói bậy bạ em ơi. Gọi là tà dâm. Buổi tối được, giờ này về nhỏ rồi. Đã từng nói bậy bạ. Anh có 4 người em ơi. 4 người. Giờ này nó mới chưa phải là giờ để anh em đùa được. Hay đồ bỏ qua không? Bỏ góc đó hay rồi. Bỏ góc đó hay rồi. Kêu! Ôi! Kêu! Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Trời ơi! Trời ơi. Má rung mà đặt kêu lọt luôn à. Má rung mà đặt kêu lọt luôn à. Bác sợ. Tắt lại chim đi em ơi. Cho SMT à, em go one go. Em rung rồi sau này em vào WG em bắn đi bắn giải em ngồi ở sân khấu thì sẽ như thế nào? Hả? À, ba đó em xử lý được. Chúng mục đích em vào cũng đầu WG để làm gì? Nói nghe coi. Dạ em bắn giải. Bắn giải mà bây giờ em bắn chương trình A là Diệu Phú em còn rung thì sau này em ngồi sân khấu làm sao. Nhưng mà anh không trách cậu bé 13 tuổi mà như thế, như thế rồi ok rồi. Được. Em có tiếp không? Dạ tiếp. Đúng rồi được, em vào được vào quân đoàn WG, em được vào bốc tổng của quân đoàn WG. Toàn là những người hàng đầu trong quân đoàn WG. Mà em sẽ nói câu gì đầu tiên? Hả? Dạ, em sẽ nói là em sẽ nói câu gì đầu tiên? Thôi ok. Anh đã nói rồi. Anh không thể nào phá được cái lời nói của mình được. Hẹn em dịp khác. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Tuyệt vời. Một tràng vỗ tay cho bạn đó đi.